Ngọc rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt ngày hôm nay. Nếu như quý vị và các bạn đang tìm kiếm một sản phẩm để có thể làm mát cho căn phòng của mình, tránh trong những ngày mùa hè nóng nực sắp tới đây, thì chắc chắn là quý vị không nên bỏ qua sản phẩm quạt điều hòa Kangaroo ngay bên cạnh Hồng Ngọc. Với một thiết kế vô cùng hiện đại và lại còn có khả năng làm mát diện rộng và làm mát sâu, sẽ đem tới cho chúng ta một bầu không khí thực sự là trong lành, mát lạnh, sảng khoái quý vị ạ. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng với Hồng Ngọc tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này nhé. Điều đầu tiên chúng ta có thể nhận thấy quạt điều hòa Kangaroo KG50F64 có thiết kế hiện đại, tinh giản, rất phù hợp với nhiều không gian khác nhau. Chân máy được trang bị các bánh xe giúp chúng ta có thể dễ dàng di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác mà không cần phải lắp đặt. Tính di chuyển linh động như vậy cũng đáp ứng nhu cầu làm mát của gia đình, văn phòng, nhà hàng một cách vô cùng hiệu quả. Quạt điều hòa Kangaroo KG50F64 được trang bị thêm một chiếc điều khiển từ xa như thế này. Vì thế mà bạn sẽ không cần phải tiếp xúc gần với chiếc quạt điều hòa mà vẫn có thể điều chỉnh được. Và tất cả những nút bấm ở trên chiếc điều khiển này sẽ tương tự như trên chiếc quạt điều hòa của chúng ta. Đầu tiên chúng ta sẽ có nút Power là nút tắt mở này, đi kèm với đó là chức năng y ông. Thứ hai là chúng ta sẽ có chế độ làm lạnh, sâu, cool, chế độ ngủ giúp cho chúng ta có được giấc ngủ ngon và sâu. Chế độ hẹn giờ, tắt mở, chế độ đảo gió, swing và cuối cùng là điều chỉnh tốc độ quạt speed. Chúng ta sẽ có các tốc độ từ thấp, trung bình đến cao để có thể phù hợp sử dụng trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Bên cạnh đó thì chiếc quạt điều hòa này chúng ta có dung tích bình chứa nước lên tới là 42 lít, khá là lớn. Vì thế sẽ so thời gian sử dụng lâu dài hơn với công suất 90W. Và lưu lượng gió đạt 6.500 m³/giờ, phù hợp với không gian có diện tích từ 20-25 m². Ở chế độ tạo ẩm, Kangaroo KG50F64 sử dụng hơi nước để hấp thụ nhiệt và làm giảm nhiệt độ không khí, khắc phục tình trạng khô da, mất nước thường dễ gặp khi sử dụng máy lạnh. Như Hồng Ngọc đã chia sẻ thì chiếc quạt điều hòa Kangaroo này của chúng ta còn có khả năng là tạo ion. Nó không chỉ giúp làm mát không khí mà còn làm sạch không khí. Và thực sự là cái chức năng này sẽ rất là tốt với những gia đình nào có người già và trẻ nhỏ. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có một cái chức năng đó là timer. Như Hồng Ngọc thì cũng đã nói rồi, chiếc quạt này của chúng ta có khả năng làm mát rất tốt và rất là sâu quý vị ạ. Thế nên là nếu như mà trong những ngày thời tiết mà mát mẻ một chút chúng ta sử dụng quạt điều hòa này thì có lẽ là hơi lạnh. Nên là chế độ timer này sẽ giúp chúng ta có thể tắt được quạt điều hòa trong khi mà chúng ta đang ngủ. Từ đó là tránh việc là gián đoạn giấc ngủ, đem lại cho chúng ta một giấc ngủ ngon và sâu hơn. Để sử dụng quạt điều hòa Kangaroo hiệu quả, chúng ta nên để quạt ở góc phòng sẽ giúp cho hơi gió được lan tỏa khắp gian phòng, mang đến luồng gió tự nhiên tốt cho sức khỏe. Đặt quạt cách tường tối thiểu 20cm để quạt có không gian lấy gió, vệ sinh quạt thường xuyên và nước trong bình chứa là nước sạch, tránh để vi khuẩn có thể phát triển gây mùi hôi, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nên châm nước trước khi cắm điện, nếu đang dùng quạt, nên tắt quạt và rút dây điện nguồn trước khi châm nước. Sau đó khởi động và dùng lại. Rút dây nguồn khi không sử dụng quạt giúp tiết kiệm điện tốt hơn. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là chiếc quạt điều hòa Kangaroo KG50F64 của chúng ta có thiết kế rất là hiện đại, tinh tế với mặt bằng kính này, màn hình điện tử. Ngoài ra thì nó sẽ cho khả năng làm lạnh rất nhanh và sâu nữa. Đây là một sản phẩm mà đang được bày bán tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt với mức giá là chưa tới 3 triệu đồng quý vị ạ. Và thời gian bảo hành lên tới 12 tháng. Đặc biệt khi mua sản phẩm tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt trong dịp này, quý vị và các bạn còn có cơ hội nhận được thêm những phần quà hấp dẫn như chổi lau nhà Kangaroo hoặc bếp nướng Kangaroo trị giá 400.000 đồng. Hãy tham khảo ngay sản phẩm và đặt mua nhé. Quý vị và các bạn hãy nhanh chân đến ngay hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt gần nhất để có thể tậu ngay cho mình một chiếc quạt điều hòa Kangaroo cứu nóng ngày hè quý vị nhé. Và nếu như quý vị và các bạn còn bất kỳ thắc mắc gì thì có thể truy cập vào website mediamarkt.vn hoặc thegioidienmay.com. Ngoài ra cũng có thể gọi cho chúng tôi thông qua số hotline là 1900 6788 để được hỗ trợ và tư vấn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo. Bye bye!